Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng hôm nay tại đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ khai ấn đền Trần. Đây là một phong tục văn hóa lịch sử truyền thống của nhân dân Nam Định được tổ chức mỗi năm nhằm tỏ lòng thành kính, tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của vương triều Trần đối với đất nước. Tới dự lễ khai ấn đền Trần năm nay có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ ngành và nhân dân nhiều tỉnh thành trong cả nước. Lễ khai ấn đền Trần năm nay được tiến hành với nghi lễ truyền thống trang trọng, mở đầu là lễ dâng hương với nghi thức dâng mâm hoa và tế lễ của các vị bô lão trước ngai thờ của 14 vị vua Trần, cùng với lễ rước kiệu ấn. Lễ khai ấn được tiến hành ngay sau đó khi chủ tế ở đền Cố Trạch xin rước ấn lên kiệu sang đền Thiên Trường, dâng hương tế cáo trời đất tại bàn thờ Trung Thiên, rồi rước ấn vào nội cung làm lễ xin khai ấn. Đây là những nghi lễ truyền thống được thực hiện mỗi năm sau kỳ nghỉ Tết, khi thượng hoàng ban ấn cho bá quan tướng sĩ nhằm cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Mặc dù chỉ diễn ra trong thời khắc rất ngắn, nhưng lễ khai ấn được ghi nhận là nét văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, bao gồm yếu tố tâm linh và giáo dục lịch sử truyền thống của dân tộc. Theo kế hoạch, lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 2, tức từ 12 đến 16 tháng Giêng âm lịch. Tuy nhiên, lượng khách thập phương đến lễ diễn ra trong suốt những ngày đầu tháng Giêng và chỉ riêng trong hai ngày 13 và 14, tức đêm qua và rạng sáng nay, theo ban tổ chức đã có khoảng 150.000 người đến đây làm lễ cầu an. Do lượng khách đổ về quá đông nên ban tổ chức cũng đã tính đến phương án không phát ấn trong đêm mà sẽ phát ấn liên tục từ 7 giờ sáng ngày hôm nay 14 tháng 2 đến hết ngày 19 tháng 2 tại ba nhà Giải Vũ, nhà trưng bày, đền Trùng Hoa.